Xin chào mọi người ha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu nhanh về một cái bán mạnh lo kéo. Bo này rất là đặc biệt nha. Thứ nhất là nó có phần chống hú nè. Thứ hai, nó có phần chỉnh EQ, equalizer, chỉnh cho cái tiếng nhạc, tiếng ca rất là hay và chuyên nghiệp ha. Thứ ba, mà là mạch dùng reverb. Đây, reverb nè. Tiếng reverb rất là sáng, hay, mịn. Lát nữa mình sẽ test video cho mọi người coi. Thứ tư là có cái phần live stream này, mình có thể live stream bất kỳ luôn, live stream trực tiếp trên các cái app của mình như là TikTok, Facebook hoặc là Bigo Live gì đều được hết ha. Nói chung là rất là tiện. Đặc biệt nhất ở đây là cái phần chống hú, nó sẽ giảm hú rất là đáng kể khi mà mình đứng gần lo. Lát nữa mình đứng cái khoảng cách là sẽ biết liền ha. Cái bộ mạch này á dùng được cho lo 4 tấc đến 5 tấc, đôi hoặc đơn đều được hết. Thì bây giờ mình sẽ quay test trên cái thùng 4 tấc đơn. Nói chung mình làm cho nó gọn thôi ha, để cho mọi người thấy cái tiếng này. Đây, cái phần này là cái phần lấy nháy theo nhạc này. Nó sẽ nháy theo cái tiếng với cái âm lượng. Còn phần này là phần chỉnh nhạc, phần chỉnh equalizer. Nó làm cái tiếng nhạc của mình nó rất là sáng. Cái tiếng âm thanh của mình rất là chuyên nghiệp, giống như một cái bộ vang cơ ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại nè, test trong thùng lo 4 tấc đơn. Đây, giờ mình test cái phần tiếng mic ha. Đây, mình đứng cách này, một lát gạch này, hai lát gạch này, ba lát gạch này, 4. Đây, 1, 2, 3. 3 lát ha. Mình bật micro này, ngồi gần luôn ha. 3 lát gạch, mét. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo, 1, 2, 3, 4. Cái bộ này là mình kết nối với TV bằng Bluetooth luôn ha. Không cần phải qua dây, rất là rắc rối và rườm rà. Công nghệ mới hiện tại. Không, nó rất là gọn, mình xách đi đâu cũng được hết, chỉ cần có cái tivi, có điện là xong. Đó, không có dây nhợ gì hết, nó rất rối rườm rà. Rồi bây giờ mình test thử cái tiếng mic luôn ha. Alo. Đó, cái tiếng reverb rất là nhẹ. Alo, 1, 2, 3, 4. Giờ mình test thử phần karaoke nghe tiếng nhạc nha. Mình ngồi gần bên mà không có hú cái gì hết ha. Nè, đó, 1, 2, 3 lá gạch, không có hú cái gì hết, chứng tỏ trong hú rất là tốt, rất là đạt. 3 lá gạch đó. Nói chung mà cũng có nhiều khách hàng hỏi mình á, cái bo này trong hú có ổn hay không. Thì qua video này, khách nào mà cảm thấy không tin tưởng thì qua cái video này sẽ thấy được cái mức độ chống hú của mạch rất là ok. Còn nếu như mà chính mà vẫn thấy có hú thì chứng tỏ là có thể là nó bị khách bị lỗi cái phần nào đó, hoặc là do lo nó không phù hợp. Còn ở đây lo bên mình đã tính toán kỹ thuật đầy đủ hết, phù hợp với mạch, cho nên nó sẽ không có bị hú nhiều, không có bị hú. Cô đâu điều gì phải không? Chẳng cần phải bận tâm, chỉ muốn ôm em vào lòng. Nhìn về tháng năm đó, yêu em chẳng cần đánh đo. Sao lúc này quan tâm phải cần lý do? Là
hay không. Một người từng dẫn thương, nay đau đến mức lá thư. Anh nghĩ là em đang dần lại đi. Thôi em đừng nành lòng anh ta, muốn phiền làm chi dối trá. Mình đã test xong cái phần nhà karaoke là tiếng mic ha. Rồi bây giờ mình sẽ test thêm cái phần nhạc để cho thấy được cái tiết nhạc của mặt. Nhạc có lời hay là nhạc ấy chút xíu. Đừng có nhạc remix. Để cho nghe cái tiếng chép nó bén. Này, lá vi lì xì mỗi nhà. Khi mua lá vi, em sẽ theo anh về. Anh về lòng nhau bên tai, quên hết bao lo tai sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về. Anh về lòng nhau bên tai, mãi em khoe anh đâu em khoe em đẹp đôi làm sao. Bao năm bên nhau, anh không mong cao sang, chỉ mong ngày gần đi nhau. Anh mong cho mai sau, ta luôn bên nhau, nghĩ đôi chồng sắc son trong lòng. Dâu à mà đã đừng buồn đừng đau đừng lo có anh đây mà anh đi mà vui tính em có chi ngờ em sẽ theo anh về làm chú bên tai quên hết bao lo ta sống vui mỗi ngày em sẽ theo anh về làm chú bên tai mãi quên đâu em không biết nên làm sao anh là trái đi em là những gì ngon ngọt hay là sống rồi, nói chung video mình test tới đây là kết thúc ha. Mình sẽ quay lại phòng qua mặt cho mọi người xem một lần nữa này. Này ha, Bluetooth đây là màn hình LCD này. Rất là tiện lợi, phần live stream. Nói chung mình hứa sẽ có một dịp quay test phần live stream cho mọi người luôn. Tại cũng có nhiều khách hàng hỏi là không biết live stream như thế nào. Thì có gì mình sẽ hẹn lại video sau. Xin chào tất cả mọi người.